Chào mọi người nhé, mình lại về hai kiện hàng. Thì khui sẵn ra rồi quay cho nó nhanh. Đấy, một kiện này là kiện của Mouton rồi các bạn này. Kiện này là MT3 các bạn nhé. Đây là có 100 gói bằng dung cao cấp này. Loại này thì mình đang bán là 40.000 một gói các bạn nhé. Đó. Anh em dùng những cái loại sáo phổ thông ấy, dán loại này rất ok. Đó, tiếp theo là dầu bôi trơn khớp nối. Ở đây mình có những mình đặt những 500 lọ rồi. Đây các bạn nhìn này, tuyệt tuyệt hết ra này. Cái lọ dầu này nó rất là, nó đóng nắp rất là sơ sài, nó không vặn chặt vào, thành ra khi vận chuyển về thì nó tuyệt tuyệt hết ra đây. Các bạn nhìn các cái hộp sáo này dính hết dầu bôi trơn lên rồi. Đây. Nhìn bóng rất là ẩu. 500 hộp thì nó ra rất nhiều dầu này. Lát nữa mình phải ngồi đến tận 10-11 giờ để mình nhặt lại những cái đống này. Rất là, đây là đống phụ kiện của cây MT3 nó cho này. Đấy, MT3 nó cho phụ kiện cũng bình thường thôi. Nhưng mà mình sẽ tặng anh em kèm theo gói bằng dung này nhé. Đấy, thì giá nó sẽ hay hơn. Ok. Còn đây là cây sáo MT3 này. Cho anh em nào chưa biết thì MT3 nó là sáo như này. Digi khớp kép. Khớp này gọi là khớp kép vậy nhé. Nó có hai vòng kim loại này. Và khớp kép. Ở trên thì nó khắc thư pháp. Đó. Và ngoài dòng khớp kép mà giá rẻ nhất rồi đấy. Rẻ hơn thì không còn khớp kép nữa. Rồi khá bán khá là ok. Còn kiện bên dưới là kiện 6 bầu. Bây giờ mình sẽ gắn vào đây mình test cho anh em nghe mấy cây 6 bầu nhé. Ok. Đây. 6 bầu thật. Trúc vàng. Nói chung là dòng này khá là đẹp và tinh tế. Nó khá là đơn giản thôi. Đây có cái dây treo. Đấy, đợt này thì phụ kiện chỉ có hộp và dây treo thôi. Đây này. Quả bầu thì được khắc thơ. Và bên cạnh là một cái bức tranh đơn giản. À, bên dưới là trúc màu vàng các bạn nhé. Trúc màu vàng này. Có bọc giả ngọc ở đuôi này. Đây là hai bè. Đây một bè. Và đây một bè. Nhưng mà thực tế là bầu thật. Nó làm bằng chất liệu tập hết nhé. Quả bầu này là quả bầu thật này. Trúc này trúc thật này. Đó. Ok. Tiếp theo một cái nữa nhé. Thì cái này nó có khớp nối này. Chúng ta còn tháo ra được. Tháo ra để vệ sinh cái lam đồng này hoặc là để chỉnh sửa hoặc vệ sinh của bầu đấy, thì nói chung là tháo ra được và thay thế được các cái linh phụ kiện bên trong. Hai cái thanh này cũng tháo được nhé, hoàn toàn tháo được. Của bầu nói chung là màu rất là đồng đều với cái trúc, trông nó rất là hợp lý.
vai tròn. Rồi mình mới về một lô cách đây chắc khoảng 1 tháng nhưng mà cũng hết rồi. Đây là lô tiếp theo. Đấy, mình lấy cái trúc thật của nó thì có những chỗ nó màu nó sậm hơn này. Đó, không đều màu hết tất cả. Cái bầu nhìn rất là tông xỉ tông, rất là đẹp. Và cái bầu màu bầu vàng này ở Trung Quốc người ta sử dụng rất nhiều đấy. Ở Việt Nam thì mình thấy trộn trúc tím hơn, nhưng mà Trung Quốc người ta dùng cái loại này nhiều hơn đấy. Ok, và clip cuối hàng của mình đến đây là kết thúc nhé. Các bạn có nhu cầu tham khảo những sản phẩm đến từ Trung Quốc thì có thể truy cập saochucdaoduy.com nhé. Xin chào các bạn.